Thưa quý vị, không khí lạnh liên tục tăng cường khiến các tỉnh miền Bắc trời rét kéo dài trong những ngày tới. Trong đó, nhiều ngày sẽ có mưa nhỏ kết hợp với sương mù. Dạng thời tiết mưa rét kéo dài đang gây ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và việc đi lại của người dân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, Hà Nội ngày hôm nay 11 tháng 2, trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ C. Liên quan đến đợt rét đậm rét hại, mưa sụt sùi kéo dài đang diễn ra miền Bắc, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm ngày 12 tháng 2 lại có không khí lạnh tăng cường làm cho thời tiết miền Bắc tiếp tục mưa rét kéo dài. Trong tháng 2 này sẽ có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn, phải đến khoảng ngày từ 15 đến 16 tháng 2 có khả năng trời sẽ nắng trở lại. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào ban ngày trời có nắng, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối có khả năng xảy ra mưa dông trái mùa cục bộ. Riêng ngày 14 tháng 2, khu vực Nam Bộ có mưa rải rác.